Chào các bạn, tôi là Mini Chiu. Trong tập này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu Bạch Kim Bản, truyền kỳ biến thân khí. Truyền kỳ biến thân khí, hay còn được gọi là Legend Morpher, là thiết bị biến thân của tất cả các truyền kỳ anh hùng trong phim Mộng Tưởng Tam Quốc. Mộng Tưởng Tam Quốc là bộ phim toku hợp tác giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, phát sóng tại Hàn Quốc vào năm 2016 và tại Trung Quốc vào năm 2017. Trong phim, để thế giới tồn tại thì cần đến một siêu máy tính có tên là Ngọc Tỷ. Tuy nhiên, Ngọc Tỷ đột nhiên mất năng lượng và cần phải dựa vào sức mạnh ước mơ của con người để có thể hồi phục. Vì vậy, thần tiên được phái xuống và tạo ra mộng tưởng đại trận. Những người có giấc mơ khác nhau được thần tiên trao cho anh hùng bài, kế thừa sức mạnh của truyền kỳ anh hùng và tham gia mộng tưởng đại trận. Mỗi người đều cố gắng hết sức để hoàn thành ước mơ của chính mình. Người thắng lợi cuối cùng sẽ được hoàn thành ước mơ và anh hùng bài của họ sẽ trở thành con người. Bạch Kim Bản truyền kỳ biến thân khí có kèm 12 anh hùng bài. Có một phiên bản mới hơn là cường hóa bản, tuy nhiên nhìn chung hai bản này không khác nhau là mấy. Ở thời điểm tôi mua thì bạch kim bản rẻ hơn, sản phẩm sử dụng 3 pin LR44 hay AG13 và pin được tặng kèm. Kiểu thiết kế bao bì khá đơn giản với cửa sổ lớn này, hình sản phẩm, hình nhân vật chính, tên sản phẩm và logo phim. Tên hãng chính thức là Mải Trí Khụ. Tôi sẽ mở hộp ra và quan sát xem bên trong có những gì nhé. Cất cái hộp này sang một bên. Ở đây chúng ta có 12 anh hùng bài, biến thân khí và sách hướng dẫn. Đầu tiên tôi sẽ nói về các anh hùng bài nhé. Lấy con vũ bài làm ví dụ. Mỗi anh hùng bài được thiết kế dạng lục giác. Phía trước thì có mặt quan vũ dán bằng đề can. Phía sau có tên và hàng chốt. Mỗi anh hùng bài có một tập hợp chốt khác nhau. Như ở đây là anh hùng bài của Gia Cát Lượng. Tiếp đến là về biến thân khí. Biến thân khí có mặt trước là nhựa trong màu xanh, có sơn thêm chi tiết màu vàng, hình con rồng. Các nút thì màu đỏ. Bên trong thì có một anh hùng bài bằng giấy. Về phần đai thì được làm bằng nhựa mềm và tôi rất thích mùi của cái đai này. Cách chơi khá là đơn giản. Để biến thân thì bạn lắp anh hùng bài vào, sau đó ấn nút này. Để triệu hoán các cỗ máy khổng lồ thì bạn ấn nút này. Để phát ra các âm thoại của nhân vật thì bạn ấn nút này. Mỗi nhân vật có hai câu thoại. Khi phát ra âm thanh thì hai bên LED ở đây cũng phát sáng theo nhịp. Khi muốn lấy anh hùng bài ra, bạn chỉ cần ấn cùng lúc hai nút nhỏ ở bên dưới. Quân thần nhất thể. Trong tập này, tôi chỉ giới thiệu chung về chi tiết và cách chơi.
Tập sau tôi sẽ đăng đầy đủ âm do 12 anh hùng bài tạo ra. Clip đến đây cũng đã dài rồi. Nếu các bạn thích và quan tâm thì hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật các tập HGS Sub Studio mới nhất. Nếu có góp ý, chỉnh sửa, vui lòng để lại ở phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.